Xin chào các bạn. Tôi là Ngọc Mai và chào mừng các bạn đến với kênh Khám phá lịch sử. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau quay ngược thời gian trở về năm 1934 -7 để tìm hiểu về một sự kiện lịch sử quan trọng đã làm thay đổi vận mệnh của Đài Loan. Sự kiện ngày 28 tháng 2. Tôi luôn thắc mắc tại sao việc chuyển giao Đài Loan từ Nhật Bản sang Trung Hoa Dân Quốc lại không suôn sẻ như vậy. Sự kiện này có liên quan gì đến tình hình kinh tế lúc bấy giờ? Chào Ngọc Mai và quý vị khán giả. Tôi là Trần Trọng Kim, nhà nghiên cứu lịch sử Đông Á. Câu hỏi của Ngọc Mai rất thú vị. Thực ra, việc chuyển giao quyền lực thường hiếm khi suôn sẻ, nhất là sau một cuộc chiến tranh lớn như Thế chiến thứ hai. Ngọc Mai nghĩ sao về việc so sánh nó với việc chuyển nhà? Đồ đạc có thể bị hư hỏng, thất lạc, và đôi khi chủ nhà mới lại không thích cách bài trí cũ. Một ví dụ rất hình tượng, thưa ông Kim. Tôi chưa từng nghĩ đến việc so sánh chuyển giao quyền lực với chuyển nhà. Vậy theo ông, nguyên nhân chính của sự kiện 28 tháng 2 là gì? Phải chăng chỉ là do bất ổn chính trị? Đúng là có yếu tố chính trị, nhưng kinh tế mới là mấu chốt. Có ba nguyên nhân chính: tầm nhìn ngắn hạn của Nhật Bản, quản lý kém của Trung Hoa Dân Quốc và bối cảnh hậu chiến. Hãy tưởng tượng một người nông dân chăm bón ruộng vườn kỹ lưỡng, nhưng rồi lại bỏ hoang khi mùa màng sắp đến. Đó chính là những gì Nhật Bản đã làm với Đài Loan. Thật sao? Tôi cứ nghĩ thời kỳ Nhật Bản đô hộ là thời kỳ kinh tế Đài Loan phát triển mạnh mẽ. Đúng vậy, Ngọc Mai. Nhật Bản đã hiện đại hóa Đài Loan, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển công nghiệp, nhưng tất cả đều phục vụ cho lợi ích của họ. Họ không hề chuẩn bị cho Đài Loan tự chủ về kinh tế. Khi Nhật Bản rút lui, giống như người nông dân kia bỏ hoang ruộng vườn, kinh tế Đài Loan cũng sụp đổ theo. Điều này thật thú vị. Vậy còn Trung Hoa Dân Quốc thì sao, Thương Kim? Trung Hoa Dân Quốc tiếp quản Đài Loan giống như người chủ mới, dọn vào căn nhà, đã được bài trí sẵn. Họ không thay đổi nhiều cấu trúc kinh tế, vẫn kiểm soát chặt chẽ các ngành công nghiệp, nhưng lại quản lý kém hiệu quả hơn cả Nhật Bản. Tham nhũng tràn lan, hối lộ trở thành chuyện thường ngày. Hãy tưởng tượng chủ nhà mới không biết sửa chữa, lại còn phá hoại thêm căn nhà. Đó là những gì đã xảy ra. Thật khó tin. Vậy ra tham nhũng mới là nguyên nhân chính dẫn đến bất ổn. Tham nhũng là một trong những nguyên nhân chính, Ngọc Mai. Nó khiến người Đài Loan bất mãn, mất niềm tin vào chính quyền. Tình hình càng thêm trầm trọng bởi bối cảnh hậu chiến. Kinh tế kiệt quệ, lạm phát tăng cao, thất nghiệp lan tràn. Giống như căn nhà bị bão tố tàn phá rồi lại gặp chủ nhà mới không biết sửa chữa, chỉ biết phá hoại thêm. Bối cảnh hậu chiến đúng là một yếu tố không thể bỏ qua. Vậy sự kiện 28 tháng 2 cụ thể đã diễn ra như thế nào thưa ông Kim? Mọi chuyện bắt đầu từ một vụ bắt giữ người bán thuốc lá lậu vào tối ngày 27 tháng 2. Một cảnh sát đã tấn công người phụ nữ, đám đông phẫn nổ, một người qua đường bị bắn chết. Ngày hôm sau, hàng ngàn người biểu tình, bạo loạn, bùng nổ. Ngọc Mai có thể hình dung ra không khí căng thẳng lúc đó không? Tôi có thể hình dung ra sự phẫn nộ của người là sự kiện này, người Đài Loan đã, đã làm thế. Họ đã đệ trình 32 yêu cầu lên chính quyền, đòi hỏi cải cách chính trị, kinh tế và xã hội. Điều đáng chú ý là, những yêu cầu này không phải nhằm lật đổ chính quyền, mà chủ yếu tập trung vào cải thiện đời sống kinh tế, giảm tham nhũng và tăng cường quyền tự chủ của người Đài Loan. Họ giống như những người thuê nhà đang yêu cầu chủ nhà sửa chữa những hư hỏng trong căn nhà. 32 yêu cầu này quả thực rất đáng chú ý. Nó cho thấy người Đài Loan lúc đó quan tâm đến vấn đề kinh tế nhiều hơn là chính trị. Vậy, sau sự kiện này, tình hình Đài Loan ra sao, thưa ông Kim? Đài Loan đã trải qua một thời kỳ khó khăn với thiết quân luật kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ quốc tế, đặc biệt là từ Hoa Kỳ, kinh tế Đài Loan đã phục hồi và phát triển thần kỳ, trở thành một trong những con rồng châu Á. Giống như căn nhà được trùng tu lại thậm chí còn đẹp hơn trước. Câu chuyện về sự kiện 28 tháng. Hai thật sự rất hấp dẫn và đầy bất ngờ. Cảm ơn ông Kim đã chia sẻ những kiến thức quý báu này. Qua câu chuyện hôm nay, chúng ta thấy rằng kinh tế đóng vai trò quan trọng trong lịch sử và tham nhũng có thể gây ra những hậu quả khôn lường. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo của Khám phá lịch sử. Cảm ơn Ngọc Mai và quý vị khán giả. Hẹn gặp lại các bạn.